Xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với Gia Bảo. Ngày hôm nay thì tôi rất là vui khi được giới thiệu tới quý vị một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu đồng hồ độc lập đương đại, đến từ nước Đức nhưng lại nghe rất là Nhật Bản, cùng là tên người sáng lập Kudoke. Chiếc đồng hồ đang ở trên tay tôi đây, thậm chí còn có cả một giải thưởng rất là danh giá, nó như là giải thưởng Oscar trong điện ảnh ấy, nhưng mà là giải thưởng trong lĩnh vực đồng hồ, đó là giải GPSG. Chiếc đồng hồ này thì chúng ta hãy cùng review và đánh giá sơ bộ ở trong video này. Khi nhắc đến đồng hồ Đức, chắc hẳn quý vị khán giả cũng sẽ nghĩ đến những thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Đức như là Lang & Söhne, Glashütte Original, hay là những thương hiệu đồng hồ độc lập không thể không nhắc tới là Langhaine. Thì điểm chung của những thương hiệu này đa phần đó là sự tỉ mỉ đến từng chi tiết và dễ dàng có thể vượt qua được cái bài loop test. Thì cái bài loop test đó chính là khi chúng ta sử dụng những cây loop có độ zoom 10 hay là 20, thậm chí là 50 lần, chúng ta sẽ không thấy có bất kỳ sự hoàn thiện cầu thả nào. Thì một điểm nữa mà có thể gọi là điểm chung của những thương hiệu đồng hồ Đức chỉn chu đó chính là một bộ máy được hoàn thiện rất là đẹp. Thì Kudoke cũng không phải là một ngoại lệ. Đó là lý do tại sao Kudoke, mà phiên bản Kudoke 2 ấy, đạt được cái giải hạng mục dành cho đồng hồ có giá dưới 10.000 Swiss francs tại GPSG năm 2019. Đầu tiên, đó chính là cái cỗ máy Kudoke in-house của thương hiệu. Đây là một cái cỗ máy lên góc tay, được hoàn thiện và được làm bởi Kudoke. Thì cái cỗ máy này, đấy là một sự kết hợp với một nhà sản xuất Harbring đến từ Áo. Bộ máy lên cót tay này thì chúng ta, nếu như quý vị khán giả mà yêu thích đồng hồ và đã tìm hiểu và đã từng sở hữu một số chiếc đồng hồ quả quýt của Anh ấy, tầm thế kỷ 19, thì chúng ta thấy cái kết cấu ở bên trong nó tương đối là giống. Cây cầu cân bằng rất là lớn, khác hẳn với những cái thương hiệu đến từ Thụy Sĩ. Cái cầu cân bằng này chúng ta sẽ thấy là nối từ phần bánh xe lên cót rồi đến tận bộ điều hòa. Ở phần cầu balance wheel này thì thương hiệu đã sử dụng những cái mũi khoan để chạm khắc lên cái cầu máy này với một cái logo hình số 8 vô cực. Ngoài ra các cái tấm cỗ máy thì được tạo hình chạm khắc phù điêu hoa. Hai bánh xe lên cót được hoàn thiện bởi hai cái độ hoàn thiện khác nhau, một là vân ốc snelling, một là vân tròn đồng tâm. Đó, thương hiệu đa phần những thương hiệu khác là sẽ sử dụng một phương pháp thôi cho nó tiết kiệm, ví dụ như là chảy xước hoặc là vân tròn đồng tâm. Tuy nhiên là thương hiệu lại phức tạp hơn, thể hiện sự cầu kỳ trong chế tác, nó sử dụng đến hai độ hoàn thiện khác nhau. Một chi tiết nữa mà tôi rất là thích ở phần cỗ máy của chiếc đồng hồ này đó chính là bảng tên của thương hiệu được làm rất tỉ mỉ, chảy xước rồi khoan khắc dòng khắc tên thương hiệu. Và đương nhiên rồi, một thương hiệu Đức thì không thể thiếu được những chiếc ốc nung xanh, có thể gọi là DNA. Và có một điểm nữa, một điểm nhỏ thôi, cái việc mà hoàn thiện cái viền vặn ốc này thì có nhiều cái cách hoàn thiện, như có thể là đánh bóng này hoặc là tra tần vàng này. Thì thương hiệu đã thương Kudoke sử dụng một phương pháp, đấy là chảy xước và tạo hình nó rất là tỉ mỉ. Cũng tôi đánh giá cao cái chi tiết nhỏ này. Ok, đấy là về máy của chiếc đồng hồ. Thế còn phần vỏ thì sao? DNA của những chiếc đồng hồ Đức đó là gì? Đó là không họa mỹ hay cầu kỳ. Đó, thì chiếc đồng hồ Kudoke 2 này, Kudoke 2 này cũng vậy. Đường kính của chiếc đồng hồ là 39mm. Nhưng chúng ta sẽ nhìn thấy chiếc đồng hồ này trông có vẻ lớn hơn. Đấy là cảm nhận của tôi lần đầu tiên khi lên tay, bởi vì là cái bezel khá là nhỏ. Nhưng bezel nhỏ như vậy, thương hiệu lại làm thành hai tầng step bezel. Toàn bộ vỏ đồng hồ thì được đánh bóng gương. Về phần mặt số thì sao? Trước khi đi vào cái phần mà tôi thích nhất, cũng như là tôi nghĩ cái chi tiết đó là cái chi tiết khiến cho chiếc đồng hồ giật giải GPSG 2019, thì chúng ta đi qua chúng ta sẽ điểm qua những chi tiết khác đi, như là kim nung xanh này với một đầu kim biểu tượng vô cực. Còn cái kim phút ấy thì chúng ta sẽ thấy nó cũng là vô cực nhưng mà nó sẽ thuôn dài ra hơn. Mặt nền mặt số thì full cát nhưng mà khác với cả phần đáy. Phần nền mặt số ấy, chúng ta sẽ thấy là thương hiệu hoàn thiện dạng full cát, khá là mịn. Chắc hẳn là quý vị cũng sẽ nhìn luôn vào cái điểm nhấn góc 12 giờ đúng không ạ? Tôi nghĩ là sẽ có một số quý vị sẽ nhầm lẫn cái chức năng ở góc 12 giờ này là moon face, nhịp tuần trăng. Tuy nhiên cái góc 12 giờ này lại là giờ 24.
thì thương hiệu đã chia đôi cái đồng hồ hiển thị giờ 24 này ra thành hai nửa. Nửa ban ngày thì có màu vàng và nửa ban đêm thì là màu xám. Nửa ban ngày chúng ta sẽ thấy là một hình ông mặt trời mạ vàng chạm khắc và có trải tia thể hiện là ban ngày ạ. Còn nửa ban đêm thì chúng ta sẽ thấy được lớp phủ rhodium có mặt trăng và các ngôi sao được chạm nổi. Thậm chí là trên bề mặt của những ngôi sao sáng bóng thì mặt trăng ấy lại còn được tô điểm bởi những cái miệng núi lửa. Đây, sau đây ở cuối video này thì tôi sẽ lên tay để quý vị có thể chiêm ngưỡng. 39mm phù hợp với cổ tay của người châu Á chúng ta. Tuy nhiên là tôi khuyến cáo những ai có cổ tay tầm 15 năm đổ lại, nhỏ hơn 15 năm thì không nên thử chiếc đồng hồ này. Bởi vì mặc dù là nó size 39, tuy nhiên cái nút núm cổ hành này về dáng tay càng nó cũng sẽ hơi lớn một chút. Tổng kết thì cũng giống như những thương hiệu, những chiếc đồng hồ Đức khác thì cái design này, cụ máy này, mặt số này không quá hoa mỹ, cầu kỳ nhưng nó rất là tỉ mỉ, rất là chỉn chu, rất là chi tiết. Đây là một cái điểm ấy mà trước đây một số khách hàng có hỏi tôi là đồng hồ nào chúng ta có thể phân biệt được là đồng hồ Đức thật và đồng hồ nào là mác Đức nhưng lại sản xuất ở một nước thứ ba. Thì đấy, tôi có chia sẻ rồi. Chúng ta hãy nhìn sâu vào từng chi tiết, test, lúc test, cầm cái lúc, soi thật kỹ lên và tất cả có thể show được hết ta. Đó là cuối của video này rồi, thì hy vọng là sau video thì quý vị có thể nhận thấy được chiếc đồng hồ Kudoke trên tay tôi có giá trị như thế nào và khá là khó khăn có thể mua được nó. Ngoài ra thì chúng ta cũng đã tìm hiểu và nhìn nhận được một số thương hiệu đồng hồ Đức thật sự chứ không phải là đồng hồ Đức nhưng mà lại được sản xuất ở Trung Quốc, có phải không ạ? Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Tôi là Hiệp đến từ Gia Bảo.